7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về máy ảnh. Trước khi máy ảnh ra đời, con người lưu giữ kỷ niệm như thế nào? Những chiếc máy ảnh độc lạ nhất có 102 trên thế giới đặc biệt ra sao? Và đâu là những ảnh thợ chụp ảnh lầy lội bá đạo nhất thế giới khiến ai nhìn cũng phải lăn lộn ra cười đây? Các bạn thân mến, trước khi mà có công nghệ chụp ảnh tiện lợi cùng vô số những app chụp ảnh ảo tung chảo thì máy ảnh từng là một phương tiện lưu giữ kỷ niệm những khoảnh khắc trong cuộc sống tầm cỡ nhất trên thế giới. Và có lẽ ít ai biết rằng công nghệ chụp ảnh đã có từ rất lâu đời và mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn minh của nhân loại chúng ta. Vừa qua thì Kính Lúp TV đã nhận được vô vàn những yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về thiết bị công nghệ đặc biệt này, nên trong video hôm nay hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu trước khi máy ảnh ra đời, người xưa đã lưu giữ hình ảnh ra sao. Các bạn ạ, thật sự thì ai cũng muốn lưu giữ những điều ý nghĩa và đẹp đẽ nhất, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Tuy nhiên, khi chưa có máy ảnh thì phải làm sao đây? Tất nhiên là chỉ còn cách, đó chính là vẽ. Có thể là vẽ theo trí nhớ hoặc vẽ chân dung bằng cách ngồi cả tiếng đồng hồ để họa sĩ nhìn và vẽ theo. Thật vậy, bức tranh cổ xưa cách đây hàng ngàn năm từ thời Ai Cập cổ đại đã được con người khắc lên các vách đá hay là vẽ lại cảnh sinh hoạt, các nghi lễ quan trọng, cuộc sống đời thường bằng màu vẽ hay là các loại bột. Mà giá như ngày đấy có máy ảnh thì chỉ cần chụp là xong. Hay như các bức vẽ đầy tinh xảo và nghệ thuật của thời kỳ phục hưng bên phương Tây cũng được mô tả cực kỳ sinh động, rõ ràng và hết sức chân thực, cũng như tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mà nếu không có các họa sĩ vẽ lại rồi thì lại còn chưa xuất hiện máy ảnh thì đúng là chúng ta không thể biết được cuộc sống xưa kia của con người như thế nào. Còn việc thuê thợ vẽ chân dung ngày xưa thì chỉ có các nhà giàu, quý tộc hay là những người có điều kiện mới dám thuê được họa sĩ về vẽ nhằm lưu giữ lại những kỷ niệm thời thanh xuân cho các quý ông, quý bà hay các vị vua chúa hoàng hậu mà thôi. Và trải qua hành trình dài phát triển kể từ khi những thước phim đen trắng đầu tiên xuất hiện, nó đã giúp cho chúng ta có những bức ảnh đẹp nhất, lưu giữ lại kỷ niệm thời thơ ấu hay những ký ức một thời đã qua. Nào là ảnh chụp tập thể của cách triều đại nhà Thanh từ những năm 1904 đến năm 1907 trước đại sứ quán Mỹ, hay như hàng loạt các bức hình ảnh Hà Nội xưa tái hiện cảnh phồn hoa đô thị tấp nập một thời, thời mà xe đạp xích lô đầy phố chứ không như ngày nay toàn là xe máy với ô tô. Vậy thì không biết rằng máy ảnh sinh ra từ khi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thứ hai, máy ảnh có từ khi nào? Các bạn thân mến, nếu như ngày nay việc chụp ảnh vốn dĩ là chuyện bình thường như cơm bữa, thậm chí chỉ cần một chiếc smartphone là chúng ta có thể thỏa sức ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, nhưng trước đây để có được những bức ảnh đen trắng thôi là không phải đơn giản đâu. Được biết, ngay từ cuối thế kỷ thứ 11, con người đã sử dụng một loại máy ảnh thô sơ được gọi là camera Oscura hay buồng tối, có niên đại từ thời cổ đại xưa của người Trung Hoa và Hy Lạp cổ. Nó cho phép in ra giấy những hình ảnh, sau đó qua một vài khâu xử lý, ta sẽ nhận được hình ảnh chính xác của vật chụp. Sang thế kỷ 15 đã xuất hiện những chiếc máy ảnh hiện đại hơn, điển hình như vào năm 1568, ông Danilo Barbaro đã sáng chế ra chiếc máy ảnh có thể thay đổi đường kính để tăng độ nét của ảnh. Hay đến năm 1816, một người có tên là Joseph Nips lại sáng chế ra một chiếc máy ảnh kiểu hộp cho phép thu được ảnh âm bản. Đến năm 1835, ông William Talbot là người đầu tiên đã làm ra dương bản từ ảnh âm và cũng thu được bức ảnh rất nét. Cuối cùng, cho đến năm 1888, chiếc máy ảnh hiện đại đầu tiên mới được hoàn thành và ra mắt của hãng Eastman Dry Play and Film, khi nó được nạp sẵn phim rộng 6cm với khả năng chụp được 100 kiểu ảnh. Đặc biệt là chiếc máy ảnh số đầu tiên Sony Magico xuất hiện vào năm 1981. Tiếp đó thì xịn sò hơn cả, lại bao gồm cả thẻ nhớ 16MB, chính là chiếc máy ảnh số Fuji DS-1P vào năm 1988. Và cho đến ngày nay, bạn có thể thấy hàng loạt các loại máy ảnh thiết kế với đủ các loại chức năng hiện đại. Đồng thời, với sự ra đời của những chiếc smartphone, việc chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với những người đam mê nhiếp ảnh thực thụ thì không gì có thể thay thế được chiếc máy ảnh thật. Nhờ đó mà công nghệ sản xuất máy ảnh chưa bao giờ là lỗi mốt. Vậy thì để sản xuất ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số chụp bao phê bao nét, liệu có khó hay không? Cùng theo chân Kính Lúp tới các xưởng sản xuất xem quy trình có gì đặc biệt nhé. Thứ ba, quy trình sản xuất. Các bạn thân mến, cũng giống như mọi thiết bị điện tử tiêu dùng khác, bước đầu tiên của dây chuyền sản xuất máy ảnh chính là khâu thiết kế kiểu dáng, một trong những khâu vô cùng quan trọng quyết định khả năng thành công trên thị trường của sản phẩm. Bước thứ hai là lên khuôn mô hình tổng thể, bao gồm cả mô hình của những chi tiết bằng nhựa, nhôm và titan. Kế đến là khâu chuẩn bị ống kính và tra thấu kính vào máy để kiểm tra khả năng lưu giữ, phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh như mong muốn. Bước thứ tư là lắp ráp. Tại đây, các vi mạch và màn hình
LCD do các nhà sản xuất khác cung cấp dưới dạng modul sẽ được lắp ghép với ống kính, bộ cảm hứng hình ảnh, thẻ nhớ, chip xử lý cảm ứng kỹ thuật số và nhiều chi tiết khác trước khi ra đời một chiếc máy ảnh hoàn chỉnh. Tiếp đến là tải phần mềm cho máy ảnh và thử nghiệm qua hàng trăm ngàn lần bấm máy thử nghiệm để chắc chắn rằng chất lượng sẽ được đảm bảo đến tấm cuối cùng. Sau khi thử nghiệm thành công, các khâu đạt chuẩn sẽ được lên dây chuyền sản xuất hàng loạt, lắp ráp, kiểm nghiệm và phân phối ra ngoài thị trường. Kể ra thì cũng rất kỳ công và tỉ mẩn mới có thể cho ra lò được một chiếc máy ảnh xịn sò con bò phải không các bạn? Mà nói gì thì nói nhá, đã đi chụp ảnh là phải có được người thợ chụp có tâm, nhất là những người thợ ảnh bá đạo sau đây. Thứ tư, những thợ ảnh lầy lội nhất. Có thể nói, nghề chụp ảnh cũng là một nghề mưu sinh như bao công việc khác. Họ phải đi sớm về khuya, vất vả, làm đủ các việc để chiều lòng khách. Thậm chí, để cho ra lò những bức ảnh đẹp nhất, thợ ảnh còn phải leo lên cây, rồi đu dây trên núi chụp ảnh hay xuống biển cũng là chuyện bình thường luôn. Nói chung, cũng phải trải qua vô vàn những tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Và cũng cho chúng ta thấy được sự tâm huyết, hy sinh vì nghệ thuật của những người thợ này. Điển hình chính là anh thợ đi chụp cưới mà cứ ngỡ như là làm nhiệm vụ ẩn mình đánh giặc thời chiến tranh ấy. Hết năm rồi lại trườn bò các kiểu con đà điểu luôn. Bá đạo không kém chính là anh chàng photographer vừa đi vừa chụp cứ như là diễn xiếc, lăn lộn cuộn người các kiểu, góc nào góc nấy cũng phải ra gì luôn. Ôi trời ơi, nhìn thế này cô dâu chú rể có mà cười ngoác miệng luôn. Công nhận ông thợ này chụp có tâm thật. Hay những trường hợp anh thợ nhìn khách tạo dáng thấy không vừa mắt nên lao vào thị phạm cho luôn. Có cái việc tạo dáng thôi mà làm cũng không xong đấy, cái gì cũng phải đến tay tôi. Mà kể ra làm thợ ảnh mệt mỏi ghê ấy, nhưng mà được khách hài lòng thế là thấy vui rồi. Và đừng rời mắt khỏi màn hình, ngay sau đây còn là vô vàn những chiếc máy ảnh siêu xịn mịn ấn tượng mà bạn không nên bỏ qua. Thứ năm, những kỷ lục đáng kinh ngạc về máy ảnh. Đầu tiên là không thể không nhắc tới cái tên vàng trong làng đắt đỏ, máy ảnh Leica Oserino 122 với giá 2,97 triệu đô tương đương với 68 tỷ đồng. Bên cạnh chiếc máy ảnh này còn là hai người anh em cùng cha khác ông nội cũng sở hữu giá trị khủng không kém, chính là Leica Oserino 116 với giá 2,67 triệu đô tương đương 61 tỷ đồng và Leica Oserino NR107 với giá 1,9 triệu đô tương đương với 43,6 tỷ đồng. Còn để mà nói về kích thước siêu to khổng lồ thì chiếc máy ảnh tâm huyết của nhiếp ảnh gia Chicago Josh A. Lawrence sản xuất vào năm 1900 mới đích thị là quán quân. Với số đo các vòng siêu khủng là thân máy dài 6m, nặng 650kg cùng chất liệu khung sườn là gỗ anh đào tự nhiên siêu nặng, hai màn hình lấy nét to chà bá, ống nối cao su lót vải đen bên trong có thể chứa cùng lúc 6 người đàn ông đứng bên trong, và cuối cùng là không thể thiếu được hai ống kính Carl Zeiss, cũng là ống kính lớn nhất thế giới cho tới nay. Do đó, phải cần đến 15 người thợ phối hợp cùng thiết lập máy ảnh mới có thể cho ra lò bức ảnh đơn lớn nhất thế giới hiện thời trưng bày tại triển lãm Paris năm 1990, khiến ai nấy phải trầm trồ vì không nghĩ rằng trên đời lại có chiếc máy khủng đến thế. Trái ngược với đó chính là chiếc máy ảnh nhỏ nhất thế giới mang tên MiniView Camera với kích thước nhỏ chưa đến 6cm, tức là chỉ nhỉnh hơn chiếc đồng xu một xíu thôi. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là phải kể đến bộ sưu tập máy ảnh lớn nhất thế giới của nhà báo Dilis Parekh tại Mumbai, Ấn Độ với 4.425 máy chụp hình. Ông chính là người đã tự phá vỡ kỷ lục 2.634 máy ảnh trước đó của mình và được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người có bộ sưu tập máy ảnh lớn nhất thế giới vào năm 2014. Bèo ơi, nhìn bộ sưu tập này chắc là phải tốn bao nhiêu tiền đấy. Và các bạn ấn tượng nhất với siêu phẩm nào kể trên, nhớ để lại comment xuống phần bình luận nha. Nhưng chưa hết bất ngờ đâu, bởi trên thế giới còn vô vàn những siêu phẩm độc lạ hơn nữa. Hãy cùng khám phá nhé. Thứ 6, kinh ngạc trước những máy ảnh kỳ dị nhất thế giới. Các bạn thân mến, thời buổi công nghệ phát triển, để sở hữu cho mình một chiếc máy ảnh không phải là khó, nhưng để sở hữu một chiếc máy ảnh khiến ai cũng phải trầm trồ thì chỉ có Camera Leister KKW với hình dáng bật lửa kiêm luôn chức năng chụp ảnh cực chất chơi người rơi, đủ đốn tim bạn ngay lần đầu chạm mặt. Hay bạn có lỡ cuồng máy ảnh quá rồi, có thể tham khảo ngay ngôi nhà có vẻ ngoài giống hệt như chiếc máy ảnh của người đàn ông Ấn Độ được biết vì quá đam mê nhiếp ảnh mà một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Belgium có tên là Ravi Honga đặt luôn ba con của mình là Canon, Nikon và Epson. Không những thế, gần đây anh còn mạnh tay chi ra một số tiền nhỏ lên tới 2,2 tỷ Việt Nam đồng để xây dựng ngôi nhà hình chiếc máy ảnh cổ điển khổng lồ mang tên Sony với đầy đủ cửa sổ hình ống kính, đèn flash và thậm chí là một chiếc thẻ nhớ SD khổng lồ, trông rất chi là ngầu luôn.
Thế nhưng tiện lợi độc đáo hơn cả thì phải kể đến máy ảnh đeo tay Tessina, một mẫu máy ảnh nhỏ gọn đến nỗi bạn có thể đeo nó trên tay như một chiếc đồng hồ. Cơ mà tinh vi nhất chính là chiếc máy ảnh gián điệp ẩn trong chiếc nhẫn vàng dành riêng cho các điệp viên tham gia nhiệm vụ. Đây là sản phẩm của cơ quan tình báo Liên Xô Komitas Goshudavennoy Bezopasnosti, được chế tạo trong cuộc chiến tranh lạnh ở Liên Xô vào những năm 1970 và được bán với giá 25.000 đô, tương đương với gần 600 triệu đồng. Và cuối cùng là những điều kiêng kỵ mà bất cứ ai chụp hình cũng nhất định phải biết. Thứ 7, những điều kiêng kỵ khi chụp ảnh. Các bạn biết đấy, ngày nay chụp ảnh là sở thích của rất nhiều người bởi đây không chỉ là cách tuyệt vời để lưu lại những hình ảnh vui vẻ, những ký ức đáng nhớ. Tuy nhiên, theo như anh em bạn bè thường truyền tai nhau một số những điều kiêng kỵ khi chụp ảnh để tránh những điều xui xẻo có thể xảy ra như là kiêng chụp ảnh 3 người, bởi theo dân gian truyền lại, con số 3 là con số gắn với điều xui như là tam tai và nó còn được các cụ làm thành ca dao tục ngữ dễ nhớ như là chớ đi mồng 7 chớ về mồng 3. Mặc dù vẫn có rất nhiều người thoải mái chụp 3 người và cũng chẳng gặp phải vấn đề gì, nhưng đây là quan niệm thì người ta vẫn thường tránh cho an tâm mà thôi. Bên cạnh đó thì ban đêm cũng là một thời điểm mà người ta kiêng chụp ảnh, bởi vì theo mặt tâm linh, ban đêm là thời điểm âm thịnh dương suy, là thời điểm có rất nhiều linh hồn xấu ở xung quanh. Khi chụp ảnh, chúng có thể lọt vào khung hình và ám lấy, gây xui xẻo cho người trong ảnh. Hay như là đi du lịch, tham quan triển lãm, các bạn chớ đừng có chụp ảnh với nhà cửa, bàn ghế, quần áo có niên đại lâu năm của các bậc vua chúa, thái giám hay là tổng quản vân vân, hay là tự ý ngồi, nằm lên long sàng, ghế vua, khoác áo long bào hoàng hậu để mà chụp hình đăng face sống ảo. Vì điều này cho thấy bạn không chỉ không tôn trọng đối với cổ vật, mà phiền phức cũng có thể theo đó mà kéo đến khó ai có thể lường được. Còn đối với những cặp đôi sắp về chung một nhà thì nhớ là chụp ảnh, các bạn cũng né tháng 7 âm lịch ra. Vì từ xa xưa, người châu Á chúng ta quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nên thường mang lại những xui xẻo, dễ gây ly tán, điểm gở cho các cặp đôi. Ngoài ra, với những địa điểm tâm linh các bạn cũng cần phải tránh khi chụp ảnh như là nghĩa trang, cây cổ thụ hay là rừng thiêng nước độc. Đặc biệt, một số quốc gia có những khu vực bảo vệ an ninh quốc gia nghiêm ngặt như là nhà nguyện Sistine ở Ý hay thung lũng của các vị vua Ai Cập nên sẽ có quy định cấm quay phim, chụp ảnh rất là chặt chẽ. Nếu các bạn lỡ chụp ảnh ở những nơi này và bị phát hiện, rất dễ dính vào những rắc rối không đáng có. Nghiêm trọng hơn, bạn có thể dính vào những vấn đề liên quan đến pháp luật nên là hãy chú ý, chụp cái gì thì chụp cũng phải cần nhìn trước nhìn sau đấy nha. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ về máy ảnh, một trong những thiết bị công nghệ đặc biệt và quan trọng bậc nhất trên thế giới. Bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất? Nhớ để lại comment, chia sẻ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.